Mấy cậu BBB đâu mấy cậu ơi? Ơi non. Màu khóc. Cậu là cậu Ben à? Đấy. Cậu Ben solo không? Ông thấy yếu lắm. Cậu Ben solo không? Trời đê. Cậu Ben solo không? Cậu Ben. Chỗ này chơi một chút kinh nghiệm quá. Cậu Ben. Từ từ đã, để tao dắt đưa kiếm cho cậu Ben đi, để tớ lấy kiếm của cậu Hiền Đạt. Ủa kiếm của tớ không dùng được à? Được cậu ơi. Cậu yếu mà. Cậu cho tớ mình kiếm cái cậu Đức kia. Đâu, cậu solo kiếm không? Kiếm rồi. Kiếm cậu đủ ấy à? Kiếm từ cậu từ, tớ đang nhiều ép quá, tớ đang nhiều ép quá đây này. Tớ đang chơi đi cậu ơi. Đây, ai đây? Ai đánh mình đây? Cứ chơi đi. Cậu Đắc cho tớ mình cái kiếm đi cậu Đắc để tớ solo với cậu Ben nha. Kiếm có bật lùi hay là kiếm không có? Kiếm của tớ, kiếm không bật lùi. Đây, cậu Ben này được rồi. Kiếm này cậu chém nhịp luôn nè. Va chạm đi. Cậu phát ở đâu ấy nhỉ? Đây. Solo không? Cậu Ben rồi nhá. Va chạm solo không? Trời. Ben ơi, kiếm làm cái solo 22 đi. Ủa? Không được dùng kiếm của solo mình à? Solo lại còn 22, solo 22 là solo. Ờ, làm cái 22 đi. Cái nào xịn hơn con? Kiếm trong người cậu ấy. Vừa ném vào ấy. Cậu Ducky vào mình với cậu làm tí đấy, cậu Ducky ơi. Cậu nói nha. Kiếm đang đưa rồi. Để xong xịn hơn kiếm mình nhỉ? Để bán sau đi. Mình phải tỉ thí với tiền người mạnh nhất. Sao đây tớ. Tiền nó kiếm mình được nhở. Tớ người mạnh nhất ở đây rồi. Không, chơi không? Thì với người trong làng đã. Tớ xin lại kiếm cậu Ben ơi. Sao cậu phát làm tiếng cậu phát. Thằng nào có đánh ra ngoài bay. Cậu phát nhiều bao nhiêu rồi? Phải chỉ trong này mới đánh được cậu hay là phải ra ngoài mới được? Trong này đánh được coi. Ừ, ra ngoài không được à? Lê ơi, để đánh với phát với. Đấy coi. Để đánh cậu này được. Không được này. Đâu phát ơi. Ở trong ngoài mới lan này được. Ở trong lan này trong này này. Vô. Vô luôn hả? Đánh đi à? Đứng sang bên kia cho người ta đếm. Người ta cầm chưa, người ta chưa cầm giáp lên theo rít đó nha. Đánh thua cái là nhục lắm nha phát nha. Một. Có một server mà đầu. Hai. Ba. Ba. Có bao nhiêu máu lắm đầu, có 40 máu chứ mày. Có 40 máu á cậu ơi. Cái đất kỳ 40 máu à. Đi ra máu đâu. Trời ui giời ơi. Tưởng như nào. Trời ơi. Trời ơi. Còn phải nhầm cái gã. Ui giời ơi. Đây rồi, hai tốt một server đánh nhau với nhau rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cậu phát ơi, solo với tớ, cậu phát ơi. Tớ như thế nào? Solo với tớ thôi. Tớ có 24 mẫu mà. Cậu phát khỏe đó giờ. Cậu lên xuống đây, nhanh lên. À đây à, cậu đó kìa, cho nó mượn cái kiếm của nó kìa. Ok thì đánh nhau đi, mượn kiếm là như nào cậu? Ờ, cậu có cậu dùng cậu muốn xài đi chứ. Đồ nào của cậu thì cậu dùng đi mượn như nào. Kiếm tớ yếu. Bây giờ kiếm của tớ yếu hơn tớ mới mượn. Thế thì cậu phải đi farm đi chứ. Cậu đắc kinh nhỉ? Ủa thế mấy bạn Simon ở đâu ấy? Tớ chưa đặt giường, có giường đây, nữa đây, là... Đây, ra ngoài cậu Ben, bên này. Thấy ra ngoài rồi, đấy. Đây à. Cậu ngồi xuống đây, tớ ngồi này, tớ xem đít cậu ạ. À, cậu thật đấy. Ở đâu xem đẹp nhỉ? Ở đây đi. Ok chứ cậu Ben ơi. Ok. À đếm chung các cậu ơi, đếm chung các. Một. Từ đợi cậu Ben hết búp rồi. Búp vậy? Nào rồi hết búp rồi. Một. Đây. Hai. Vô. Trông giống đánh vào mình thế nhỉ? Đùa lên một tí này. Trời ơi, cậu nói nè, kém quá. Trời ơi. Ôi giời ơi. Ui giời. Ui giời cậu Ben non. À cậu nói lên non. Tớ sao non được. Cậu Phát ơi. Solo với tớ cậu Phát ơi. Không được cậu này có thù hẳn thì cứ gọi đi hoài nhờ vào đây. Thì tớ thấy cậu mạnh. Mạnh nào ra. Đông rồi. Rồi. Khi chấp tớ dùng giác kim cương mà. 2 3 Ui tôi mà 29 máu thì đánh với chừng nào tôi mới chết nha. Thank you.
Ai? Cậu đắt non, cậu đã sắp chết. Ơ. À. Cái gì cậu Ben? Cậu Ben nói gì cơ? Ôi trời ơi. Cậu Ben nói gì cơ? Ôi trời ơi, cậu Ben solo không? Thôi, cậu nhiều máu hơn tớ. Đâu, tớ có 29 máu mà. Cậu Ben bao nhiêu máu? Cậu Ben 29 máu á. Có 11 máu thôi. Cái dòng thứ hai cậu ơi. Dòng thứ hai làm gì có... là sao? Cái của cậu là bao nhiêu máu tất cả? Tổng cộng là 10 máu. Tổng cộng là 11 máu. Phun bảo vệ. Cậu là... máu cậu đang là 21 máu ấy. Nó có 11 dòng trái tim, cậu đang là 21 máu. Phun bảo vệ. Phun bảo vệ luôn. Đúng. À. Xem ở đâu vậy anh em? Bỏ cái giày là... bảo vệ sát thương kia với lại bảo vệ bạn. Skill, sao mà bấm gì nữa? Sao ngồi nó có cái góc bên phải cậu, gần đầu con người ấy. Ấn vào đấy. Ờ, thì full hết mà. Bảo vệ luôn đúng không? Đúng. Không, có cái giày bảo vệ bạn. Cậu chỉ vào giữa ấy, là nó hiện cái máu của cậu ấy. Tớ còn bảo vệ khỏi vụ nổ với bảo vệ ấy nữa. À, cậu Ben này. Quái mà. Cậu Ben chẳng lẽ run. Ủa đâu? Cậu Ben rén. Trời đê. À, tổng cộng là 21 mà. Cậu Ben. Thành máu là thành thứ 3. Thành máu có 18 mà. Trời đê. Skill máu. Đau quá. Ui, máu tớ có 27. Fuck. Chơi đi cậu Đắc ơi. Không? Ok luôn. 1 2 Yo. Châu quá ông này, châu quá. Có khi phải làm một bộ PvP mới được. Bộ này đi băng quái, chém không vào máu. Rõ ràng. Ôi giời ơi. Non. Tự thế nào? Cậu còn nhiêu máu đây? Nó còn 4 máu lận. Màu phát. Bộ PvP thôi, chứ chém đâu PvP thôi. cái cách ép đồ của tớ ok không cậu em? Không, tớ ép đồ khác cậu mà. Thì cũng giống hôm bữa đấy. Ừ, nhưng mà châu quái liền. Làm đồ BB như vậy à, tại vì tôi chặt con tên như vậy đâu được mặt dép à. Phun bảo vệ là được mà. Mua giải đâu được, mua giải được mang dép đâu. Mua giải đánh bắn một tí mà. Thế thôi, đánh tay không đi. Không mình đấm nhau à? Đúng rồi. Châu quái luôn. Trời ơi. Đúng rồi, một bánh chiếc thôi. Ok, cậu phải đánh như tớ không? Bỏ hết đồ ra đánh đấm tay không lên mà. 1 2 Đấm ra tay không à? Đấm đi! Madison! Boxing! Lát đi! Madison! Lát nào! Đánh nhau đến nơi rồi còn lát. Ừ! Khalid đánh với lại MacGregor này. Đúng rồi! Đúng rồi! Đánh nó! Ui! Đánh boxing này đặt kèo rồi nè cậu Phát à. Tớ đặt cậu... đặt là 20 kim cương nhá. Đắc kỳ nha. À, ok nhá. Cậu phải đưa hai mươi đánh lửa giận rồi mấy đã đặt là như nào. Ok, cậu chơi. Tớ chơi kiểu đấy. Quê tớ chơi thế. Ủa lâu quá rồi. Hai ông làm máu đánh lâu quá. Hai ông này nhiều máu. Băng sao đấy. Đắc kỳ nhiều máu thế. Ông đem. Trời ơi. Đã được cái gì được mất nhiều máu. Thấy mày vua trên núi tuyết chưa? Lát vào sư ra. Cậu Ben, con bắt là. Lô vào lại rồi. Nhá. Sao cậu khôn đấy, cậu nhiều máu mà cậu bắt nó tới đánh tay không? Cậu khôn thế. Con bắt là không ổn đâu. Các cậu ơi, cho tớ mình cái cung ấy cậu ơi. Đánh mấy cái crypto liên tục ý. Có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn. Nha, ăn. Đúng rồi, đi làm đi, không có cái gì thì cứ mượn hoài. Người ta mượn người ta thi đấu, người ta có xin đâu mà. Ok, coi. À đếm đi. 1 2 3 vô.
Úi giời ơi. Bắn cái lồng. Úi giời ơi. Úi giời ơi. À đây rồi. Một dính. Một yếu. Yếu đâu. Bắn này ba đứa chết. Ai? Ấy á. Sao bắn không? Đi làm hai. PvP mới được. Đi, đi đi. Hai. Chấp hai món khổ lắm. Mình chấp hai món mũ hay chấp giày gì đấy. Tí solo lại đi. Tí solo lại. Đồ mình toàn đồ farm mà. Lại xuống rồi lại à? Đúng rồi, phục thù. Ơ, cậu nhảy khó chịu đó nha. Thôi, cho cậu một tháng nữa đấy, cậu quay lại gặp mình nha. Cho cậu mới bảo vệ được thôi. Thôi, bây giờ luôn. Thôi, tớ mệt rồi, lực chiến của tớ tuột rồi. Hai bảo vệ. Tớ phải cần nghỉ ngơi. Ba bảo vệ. Một chiến binh giỏi, chiến binh hay là không bao giờ gọi là đánh một trận, đánh một người, hai một trong một ngày. Mà giờ mới biết là cậu này văn minh rồi. Gì? Sao này văn minh rồi? Đây là cậu rén. Nhảy lên đánh vào đầu. Ủa sao lại lên chết nhanh đấy? Yếu phải biểu chứ sao? Cậu chơi đấy cậu Ben. Tớ không rén. Mà lít chờ mà lít. Cậu muốn chơi đúng không? À cậu ơi, lôi qua. Cậu mất okay, cây rồi, cậu người như con điểm mất 3 máu. Cái tên anh xin một tên nè. Mất 3 máu. Không một tên nè, không xin một tên, xin một tên, xin một tên. Trời ơi, mình bắn chết mẹ rồi, bắn người như con diễm rồi, bắn mình đúng quay thì mình chết mà. Không có, có rồi, có rồi, nhạc ấy, có nhạc có. Đi đi farm đi, cho khỏe đi. Dạo đi ra nào, đi ra nào. Hay đấm nhau hơn. Từ từ, hay đấm tay không hơn. À nè, cay vô kìa, chùm cây đấy rồi. Chung server tới kìa các cậu ơi. Thôi đi mày chơi một mình đi. 34 máu. Đấm đến bao giờ? Đấm đến mai à? Ê cậu AK ơi, solo đây. Solo tay không đây. Solo. Solo. Mặc giáp vô liền. Tay máy, tay máy. Né đi cậu Ben ơi, né đi cậu Ben ơi. Ây da. Sái chứ ấy, ôi dồi, quả tên cắm giữa đầu luôn mà. Ngồi im cũng không tha. À, cài nó 34 máu anh em à. Ấy á, hơn thế à. Cài thế nhờ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cậu AK ơi, solo tay không nè. Tớ tưởng làng, tớ tưởng làng quỷ như thế nào, bây giờ làng quỷ toàn thua có thắng trận nào đâu. Đây. Nè thắng lại trận này. Đánh ra. Cậu nào đếm đi, cậu nào đếm đi. Ba. Không có đáp, cậu không có đi, thế nên chúng mình là thắng, chúng mình bắt cậu. Dâm bắt cái làng quỷ này. Có phải mới căng thẳng, cậu bắn đi à. Toàn quỷ con ấy mà. Không, chỉ nếu mình tháo chát ra cậu hiểu, bắn cung ấy, bắn một hai viên là có một thằng chết cậu hiểu. Ok luôn rồi. Ừ, gần hai viên thôi. Hai ông này trâu quá luôn. Cậu lợi bắn xà. Ây da, sao đau đấy nhỉ? Cậu bắn xà tới hả cậu đàn? Bắn xà. Ta được mượn cần câu không? Ây da. Đồ bu bu nó khác gì đồ tôi đâu, nó được cái nhiều máu hơn tôi thôi. Chứ tôi mà tiếp tầm 30 mấy máu thì thôi. À. Úi giời ơi, làng quỷ. Mày đánh nhau bằng cần câu luôn mà, ảo thật đấy. Tớ bị đánh, tớ bị đánh ngoài. Ôi, tớ bắn cậu có đi xuyên cung của tớ, cậu đẹp ạ, mau phát. Cậu bình xem. À biết rồi, tại vì chơi tao phải hút lên. Rồi ơi. Ai mà sao cậu đi xuyên cung của tớ à? À sắp tới Neffy với tôi xác nhập làm một vàng nha. Chúng tôi là chỉ sắp tới là còn chỉ có BBB đúng không? Chúng tôi chỉ tuyển những chiến binh ưu tú rồi, đấy. Gọi là cậu Ben ơi, cậu Ben bắn cung với không cậu Ben? Tao không biết bắn cung. Tao chỉ cần chiến thôi. Trời ơi, solo tay không đi cậu Ben. Đó là đừng cậu Ben. Tay không đi. Không đánh tay không. Tao nhờ là này đây. Ơi. Đi sửa cung với hầm cung. Cậu nào solo tay không không ra đây solo với tớ này. Thì cậu muốn tiếp không? Cậu Neva đi ra nhá, cậu như hack ấy, cậu như hack grid dab ấy, thề grid dab liên tục.
Sợ đây. Biết cách đánh thôi. Ai chém? Nhưng mà cậu Chris Tam kiểu gì nhanh ấy. Liên tục luôn ấy. Sợ, tôi sợ mà. Cậu Neffy. Chơi đi cậu Neffy. Như này này. Chơi đi. Đấy, nó như này này phát. Câu mạnh nhất gì server này mà câu sợ à? Có thể tự tin như vậy nha. Mạnh người kim cương. Sợ thì nói một tiếng. Chém skill nha. Chém skill nha. Tại đây. Các bác mời kim cương nha. Có ai nặng chảo không ạ? Thao giáp ra. Cậu bên sẽ chém cao hơn. Cậu quýnh tay. Cái tay không. Trời ơi. Nó lại skill. Chưa luyện thì skill quýnh tay không. Bốn máu nè. Cái gì luyện cái đã. Các bác cậu đắc 10 kim cương có ai nhận chảo không ạ? Sợ thì nói đi cương. Đây tớ. Cậu có bắt không? Là một chút chưa rồi. Chưa học 3 máu à. Chưa chút nè, cậu có gai đúng không? Giờ học được cái kiểu creep á. Đúng rồi. Kiếm tới chưa có mà gai yếu à, gai này gai yếu. Bây giờ ok. Cậu tớ đánh với cậu phải đưa tới cái sách chơi chữa nhá. Tớ làm gì có sách sửa chữa. Ô này, đâu 3 máu. Thế này cuộc chiến này vô nghĩa không cậu đến bây giờ. Chúng ta là đồng minh mà. Cậu quên là tớ có biết chỗ farm sách sửa chữa à, cậu quên à. Mình trải nghiệm giao lưu với nhau thôi, giao lưu. À giao lưu à, được. Rồi nè, các cậu ơi. Cậu bé mời kim cương này, cậu bé mời kim cương là anh nhận kéo này. Cậu bé mời kim cương này. Cậu cáo với trần thân mình đi. Cậu bé mời kim cương, cậu ơi. Cậu ơi, cậu bên, bên với ai nhỉ, bên với ai nhỉ? Bên với Neffy. Ờ, Neffy mời kim cương này. Ok, cậu bé mời kim cương này. Chơi đi cậu Ben đi. Chơi đi cậu. Ai sẽ là top 1 thế mà. 20 kim cương nha. 1, 2, 3. Cố lên cậu Devi ơi, cố lên. Hay cậu ơi. Hay cậu ơi, tiếp luôn. Hay cậu Ben ơi. Hay. What the fuck? Why mau fuck? Mau fuck. Ôi, xong rồi. Ai mới là top 1 server? Không, vừa thôi, nãy tao gỡ rồi. Fuck me lo. Thì nãy tao gỡ cho. Tao bắn cùng thắng không phải. Cậu ra có 5 kim cương thôi. Ok, 15 luôn. Tớ còn 4 máu rồi ạ. Solo kiếm đây. Giờ solo kiếm đây. Chơi đi. Ok. Ok. Cậu đắc 10 kim cương này, Ai nhận kim cương dễ thế nha. Nhiều máu. Có đắp 10 kim cương này. Tìm. Thôi vậy nè. Bên 10 nha. Ok cậu đưa kìa. 1, 2, 3. Ai. Trời ơi thằng nào. Một cái ăn bông chứ. Tại bìu ảo đi. Có một con cháy rồi chết. Cậu Ben ơi. Nhẹ chém chụp phải lên skill. Anh đưa cậu đắc ơi. Ê à, châu ấy nhờ. Ui trời ơi. Non đấy nhờ. Như nào nhờ. Cái bần hơi non. Cái bần này xuống kìa. Xuống kìa. Ai mới là top 1 server chứ nhờ. Cậu đã đứt được bao nhiêu? 10 kim cương. Vừa thua kèo xong. Thế là phòng xanh chín rồi. Cậu đắc tâm phục khẩu phục chưa chứ nhờ? Cái giày của tớ bảo vệ 3 cậu ạ. Ờ thế à? Thôi tí về ép một bộ full bảo vệ mới được. 4 máu rồi. Cái giày của tớ nó bị lỗ nhá. Cứ bỏ vào cái đe là quá đắc. Thì cậu ép nhiều quá rồi. Ép nhiều quá rồi. Không, tớ đem lên, cậu lên cái đe. Thế là đem lên cái đe nhiều quá. Đem lên 5 cái. Cậu ơi cho tớ xin 10 khối kim cương. Ok. Cái đó là kèo trước, cái đó là kèo. Trời ơi, cái cuộc chiến này chúng ta vô nghĩa. Thôi, tôi lại nằm khó rồi. Chính xác. Không. Ok, cậu chơi. Cái kèo đánh không là mười mà. Trời, làng quỷ này không uy tín gì hết, mất uy tín làng quỷ quá. Thôi, dẹp PvP luôn cậu ạ. Ừ. Làng mõm. Làng mõm. Làng mõm. Mười block kim cương là đánh tay không. Thì tớ lấy 5 thôi. Không, nhưng mà cái kèo này có ai có đặt ra đâu. Ờ. Là kỳ quá. Cái kèo đánh kiếm có ai đặt ra đâu. Ờ. Cậu buồn cười. Thôi tớ xin một sách sửa chữa thôi. Không, tớ không có. Ok. Tớ có kim cương. Không có ấy.
Làm sao mấy cái tên này nó mất khỏi người tới nhờ, khó chịu đấy. Mất cái đồ. Vui vẻ anh em ơi. Mấy đồ cãi nhau, trêu nhau á mừng. Cãi như rảnh không? Màu rảnh không? Cãi nhau không? Tối nay chờ tốt một server của bên làng mình vào nhá. Chú khích lại bên kia cho nó vui á mừng. Vui à? Để cu cho hai chém. Chờ xíu đi. Sợ quá. Vì gọi top 1, top 2 là mình thôi, tắc kia ơi. Thì bao giờ PvP tính chất thì mới... Chiêu đi. Đơn giản thôi, anh em bọn tôi chiêu nhau. Đấy, đi farm đồ đó kìa. Không em nào mà không cãi nhau được vậy. Đi farm bộ PvP thôi. Rồi đi. Xuống địa ngục farm kinh nghiệm đó. Về làng thôi. Ơi, vậy đi một cũng sẽ sửa chữa rồi. Này nhưng mà tớ nghĩ là tớ thấy mọi người bảo là cái chỗ farm là bị thích của em, tớ phải đi ra chỗ khác ấy. Cậu bác à, bao nhiêu vậy? 15 cục. Hôm qua thì tớ bảo là bị thích rồi. 15 mảnh ấy. Ủa mua gì á anh Ben? Sắp sửa chữa AK ơi. Trời ơi, AK bán rẻ hơn nè. Cậu Ben mua AK nè. Cái gì phải đá chứ vậy Trang? Mối quen cậu Ben à, rẻ hơn nhiều. Không, Netherite chỗ này hiếm lắm rồi. Cậu đào hết rồi, chả hiếm cậu. Trời ơi, cậu chơi cậu đào mình không à? Này cậu Ben mua của AK nè. Bao nhiêu AK mua bao nhiêu? Về đi làm lại cái này. Nephi ơi dẫn tới đi đổi sách sửa chữa đi. Bây giờ đặt thế á. Cậu AK. Cậu AK bắn đắt quá. 3 mảnh thôi. À không, tới còn dư 2 mảnh nè. Ôi, ai bị nổ. Người quen giá hữu nghị đi. Ừ. Làm ăn chiều này. Anh em mình gọi là chinh chiến với nhau biết bao nhiêu thành phố rồi. Hai cục phôi ấy. Hai cục phôi một cái sửa chữa. Hai thì đó giờ em bán vậy mà. Đúng rồi, giá đó là giá rẻ rồi đó cậu Ben ạ, mua chứ cương mắc hơn. Tầm cậu Ben bán cho đình ba, đình ba được 4 tới 5 sách sửa chữa á. Giá này là lợi đâu cho mà lời. Rồi. Cậu Ben ơi. Cục phôi đổi một sách là lời lắp. Cậu Ben. Cậu Ben chỉ cần bỏ ra 30 kim cương là đã có thể sở hữu được cho mình một quyển sách sửa chữa. Thế là một cục đá cổ đại nung ra được mấy mảnh? Một mảnh. 8 mảnh luôn rồi, thế mất 8 cục à. Thế này bây giờ cậu mất 30 kim cương thôi là cậu có một quyển sách sửa chữa rồi. Bây giờ là anh kiếm 8 cục đó dễ hơn hay 30 kim cương dễ hơn? Kim cương bây giờ khó kiếm lắm cậu Ben à. Cậu Ben quên hôm qua có cái gì? Cái rương đó cậu Ben nhớ không? Rương gì? Đâu, kim cương kiếm rẻ mà. Mất giá đó cậu Ben à. Kim cương kiếm rẻ mà. Nghỉ rồi. Tớ đi một ngày là tớ kiếm được một stack block kim cương. Đang cần gấp. Ok, một stack block kim cương, phái cá nồi. Thật mà. Một ngày mà một stack block kim cương á hả? Là phải đâu đó hơn 500 viên. Phải bill. Phải bill. À mà cũng đúng, nói chung là hên xui. Vô đúng cái hang có kim cương đập tí là ra 100 cục vàng. Không, vào mấy cái hang nó dễ ra kim cương lắm. Kim cương trong hang nhiều lắm. Dễ. Ủa, hai con cáo của chị Trang chỉ cho chơi đồ hay sao quay dữ vậy trời. Mua vào cái nào ngon hơn ta? Cậu Nếp Phi thấy cái nào ngon hơn nhờ? Cậu Nếp Phi nhờ? Tớ thì tớ toàn mua của cậu AK thôi. Nên là mua nhiều được cục. Trời ơi, cái gì vậy? Dẫn mối nữa. Mãi 2-3 sách nữa. À, cậu có khuyến mãi nữa hả? Thế khuyến mãi sách hiệu suất 4 cho anh được không AK? Em không biết là em còn hiệu suất hay không á. Em chỉ có chậm hỏng là nhiều. Cho anh hiệu suất 4 đi. Hiệu suất 4 làm nhanh mà. Không có là em không biết là em còn hay không ấy. Từ đó về nhà anh nung nè.
nó sẽ quay lại. Chùm server bay đi đây. Mày thằng bu bu nó chơi sáng đêm cho mà chắc cũng mạnh vãi lồn nữa chứ nhỉ. tối nay phải rủ cái gà thằng vô mập với thằng đếm đánh nhau mới được. Hai thằng lồn đánh nhau chắc buồn cười lắm. Điệt có không? Ai sẽ là gọi là trưởng làng không? Ai sẽ về làm điệp là phó làng? Điệt con. Cái mình kích cho hai thằng lồn đánh nhau ấy. Ôi sao Thanh Thanh không chơi game này nhỉ? Thanh Thanh mà chơi game này thì lại bỏ em vào ba lô nữa.